Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Giờ Cửa Sổ trên kênh FBNC ngày 3 tháng 11. Và ngay phần đầu này chúng ta sẽ cùng gặp anh Bùi Văn Minh là chuyên viên đến từ chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội, công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng, để phân tích về diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua. Xin chào anh Minh, trước hết thì xin anh có một số tổng hợp về diễn biến của thị trường trong tuần qua, tuần từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 thưa anh. Chào chị, chào quý vị nhà đầu tư đang theo dõi chương trình qua sóng truyền hình. Trong tuần vừa qua thì chúng ta vừa mới trải qua một tuần giao dịch là khá là khó chịu. Đầu tuần phiên giao dịch ngày thứ hai thì thừa hưởng cái sự hưng phấn của các cổ phiếu trụ từ thứ sáu tuần trước thì chỉ số đã có những lúc tăng tiến sát về ngưỡng 850 điểm. Tuy nhiên thì sự hưng phấn đã giảm dần về buổi chiều và chỉ số đã đóng cửa ở mức 845.2 điểm. Đây cũng là một cái dấu mốc rất là quan trọng, tại vì là kể từ năm 2008 đến nay thì đây mới là cái lần đầu tiên chỉ số mới quay lại được mốc 845 điểm. Các phiên giao dịch trong tuần thì chỉ số có những phiên tăng và giảm điểm đan xen với biên độ dao động rất là mạnh, có những phiên chỉ số tăng và giảm lên tới 7, 8 hoặc 9 điểm. Đặc biệt là vào phiên ngày thứ ba, sau khi thứ hai vừa có một phiên tăng điểm đạt đến đỉnh cao lịch sử thì sự điều chỉnh đã thể hiện rõ ràng trên toàn bộ thị trường, khiến cho chỉ số giảm mạnh 7 điểm và mất mốc hỗ trợ 840 điểm. Tuy nhiên thì sau đó nhiều các cổ phiếu trụ như là ROT, SAP, Vinamilk, VIX thì chỉ số đã có sự giao dịch giằng co ở các ngày tiếp theo và giữ được khá tốt cái mốc 840 điểm. Trong tuần thì có thể kể đến sự nỗ lực rất lớn của cổ phiếu ROT, SAP, GAT. Tuy nhiên cái bộ ba này cũng là tội đồ vào cái ngày thứ ba khi mà khiến cho chỉ số làm mất mốc 840 điểm. Nhưng mà mặc dù cái chỉ số đã có thể giữ vững cái mốc 840 điểm trong hầu hết cả tuần, tuy nhiên càng về cuối tuần thì cái sự xấu đi của thị trường càng thể hiện rõ, đặc biệt là vào phiên ngày thứ năm khi mà rất nhiều các cổ phiếu đã giảm sàn, các cổ phiếu được xem là cơ bản đã giảm sàn như là chiếu xạ An Phú hay là HBC thì đây được xem là một tín hiệu khá là xấu cho tuần tới. Vậy thì trên cơ sở những diễn biến đó thì anh dự báo như thế nào cho tuần giao dịch tiếp theo thưa anh? Tuần giao dịch vừa qua thì sự tiêu cực thể hiện trên hầu hết các cổ phiếu. Ngoài các nhóm cổ phiếu có tính dẫn dắt thị trường, các cổ phiếu vốn hóa lớn thì hầu hết các cổ phiếu còn lại đang trong quá trình là điều chỉnh mà có sự điều chỉnh là khá là mạnh mẽ. Sự điều chỉnh này thì càng gia tăng về cuối tuần. Sự góp mặt của các cổ phiếu ROT, SAP hay là PLX hoặc là VIX, Vinamilk, với sự Vinamilk với thông tin hỗ trợ từ việc bán vốn thì cũng đã không thể ngăn cản được cái đà giảm của thị trường. Thị trường đang trở nên xấu hơn về cuối phiên, cuối tuần, và điều này đang ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cũng như là các cái tỷ lệ margin đang khá chi là mỏng manh ở trên thị trường. Trong thời gian qua thì chỉ số VN Index đã có một giai đoạn tăng điểm khá là dài kể từ đầu năm đến nay và chưa có một lần điều chỉnh nào đáng kể. Thì cùng với đó là cái việc mà VN Index đã lập cái đỉnh 10 năm thì điều này đang thể hiện trong tâm lý của các nhà đầu tư đang rất chi là e dè. Giao dịch trong các tuần gần đây thì đang dần một khối lượng đang dần một giảm xuống, đồng thời là giá các cổ phiếu thì đang có xu hướng điều chỉnh khá là mạnh, đặc biệt là những cổ phiếu đã có sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó thì cái sự kéo đỡ thị trường của các cái cổ phiếu trụ thì đang tỏ ra là yếu dần, với cái việc mà lên sàn của VRE của công ty cổ phần Vincom Retail thì đây có thể là một cơ hội để chỉ số có thể giữ vững được cái mức hỗ trợ là 840. Tuy nhiên thì tôi vẫn đang rất chi là ái ngại về cái việc là thị trường đang có những cái sự điều chỉnh rất chi là mạnh mẽ, lan tỏa và không có cái dấu hiệu là chững lại hoặc là chậm lại. Thì tôi hy vọng là trong tuần tới thì sẽ có những cái tín hiệu lạc quan hơn từ thị trường. Xét về động lực tăng trưởng thị trường thì theo tôi trong thời gian tới thì với sự hỗ trợ của cổ phiếu VRE của công ty cổ phần Vincom Retail mới vừa sắp được lên sàn vào tuần tới thì nhiều khả năng thị trường có thể tiếp tục duy trì được cái mức hỗ trợ 840 điểm. Tuy nhiên
Với việc mà giá các cổ phiếu đã được phản ánh trước kể cả cái kết quả kinh doanh thì việc mà điều chỉnh là khó tránh khỏi. Cái sự điều chỉnh này cũng đã thể hiện rõ ràng qua cái thứ năm vừa rồi và cái giai đoạn mà từ cuối tháng 10 đến tháng 11 đến nay. Thì theo tôi, thị trường sẽ tiếp tục giữ cái mức 830-840. Và nếu mà giữ được mức này thì tôi nghĩ là phải có thêm những cái tin hoặc là những cái động lực mới để có thể giúp thị trường có thể chinh phục những cái vùng cao mới. Vâng, xin cảm ơn mình rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là phần phân tích của anh Bùi Văn Minh, chuyên viên đến từ chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Thưa anh, thì chúng ta có thể nhận thấy là những thị trường trong những phiên vừa qua luôn trong tình trạng xanh vỏ đau lòng, mà hầu hết là do các cổ phiếu blue chip nâng đỡ thị trường. Vậy thì anh có thể phân tích là thị trường ngày hôm nay tăng 100 điểm là do nhóm cổ phiếu nào quyết định không thưa anh? Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay vào cái phiên buổi sáng thì những cái cổ phiếu blue chip vẫn làm cái nhiệm vụ trụ cột cho thị trường như những cái phiên giao dịch vừa qua. Như chúng ta có thể để ý thấy là cái cổ phiếu như là ROS hoặc là Vincom, Gas hoặc là Vietcombank thì trong những phiên vừa qua luôn phiên nhau hỗ trợ cho cái mức tăng điểm của thị trường, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì các cổ phiếu này cũng tiếp tục làm cái nhiệm vụ đó của mình. Tuy nhiên thì đến cái phiên buổi chiều thì cái áp lực bán nó xảy ra ở hầu hết các cổ phiếu trên thị trường, và cái cổ phiếu ROS bắt đầu để cho thấy cái sự giảm điểm và áp lực bán gia tăng ở cổ phiếu ROS vào cuối phiên chiều. Thì đóng cửa ngày hôm nay là ROS đã có một cái tác động trái chiều đối với thị trường, và một số cổ phiếu khác như là Gas hoặc là Vietcombank cũng là một trong những cổ phiếu lớn mà phải chịu cái áp lực bán vào cái phiên buổi chiều hôm nay thì đã tác động rất là tiêu cực đối với cái chỉ số. Và ngoài ra thì một số những cái cổ phiếu khác như là Hòa Bình hoặc là Hoa Sen thì cũng đã cho thấy một cái dấu hiệu khá là tiêu cực trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Vậy thì ngoài các cổ phiếu blue chip mà anh vừa kể trên, vậy còn có cổ phiếu nào đáng chú ý không thưa anh? Quan sát thấy cổ phiếu của Hòa Bình là một cổ phiếu rất là đáng chú ý. Khi mà trong những phiên vừa qua thì Hòa Bình liên tiếp có những cái phiên giảm điểm, mà tuy nhiên thì cái lực đỡ, lực cầu tham gia để đỡ cổ phiếu thì nó vẫn tương đối tốt. Tuy nhiên trong phiên hôm nay thì Hòa Bình đã có một cái sự sụt giảm khá là mạnh về cái mức giá sàn, và thậm chí là dư bán sàn vào cái cuối phiên hôm nay. Từ những cái phiên trước thì rất là nhiều nhà đầu tư đã có những cái dự báo về cái xu hướng khá là xấu của cổ phiếu Hòa Bình. Tuy nhiên thì với cái mức sụt giảm hiện tại như trong phiên hôm nay thì tôi cho rằng nhà đầu tư chúng ta khi mà nắm giữ Hòa Bình trong thời gian vừa qua thì cũng đã có một cái sự thua lỗ đáng kể, và nó dẫn đến một cái sự hoảng loạn nhất định. Một cổ phiếu khác thì theo tôi quan sát thấy cũng khá là đáng để chú ý, đó là cổ phiếu của chứng khoán HCM. Khi mà hòa với cái sự đà hồi phục của cổ phiếu SSI trong phiên hôm nay mà vào cái phiên buổi sáng thì đã có những cái lúc cổ phiếu HCM có cái diễn biến khá là tốt khi mà đạt được cái mốc giá trần. Tuy nhiên thì HCM cũng chịu một cái áp lực bán chung của thị trường vào cái phiên buổi chiều, dẫn đến việc là cổ phiếu có cái sự sụt giảm về giá. Và điều đặc biệt là trong phiên ATC có lúc có cái lệnh, có những cái lệnh bán rất là lớn, mà lệnh ATC bán rất là lớn thì đã đẩy giá cổ phiếu xuống cái mức giá sàn. Thì chúng ta có thể thấy là cái biên độ dao động của cổ phiếu HCM trong phiên hôm nay khá là rộng. Và ngoài ra thì một số cổ phiếu lớn khác như là Thế Giới Di Động hoặc là PNG thì cũng có một cái phiên giao dịch khá là tiêu cực khi mà cái sự sụt giảm về điểm số cho thấy là rất là lớn so với những cái sự sụt giảm của những phiên trước đây, khi mà cái biên độ giảm nó gần về cái mức sàn luôn. Ngoài ra thì một số cổ phiếu khác, mặc dù là những cổ phiếu mà có cái tính cơ bản tốt, tuy nhiên thì cũng gặp phải một cái áp lực bán rất là lớn trong phiên buổi chiều. Chúng ta có thể kể đến như là cổ phiếu của VB Bank cũng đã có một cái áp lực bán tương đối là lớn, và giá cổ phiếu đã tiến về sát cái mức giá sàn ngày hôm nay. Cũng như là cổ phiếu của Dược Hậu Giang thì trong những cái phiên trước đây thì mặc dù là một cổ phiếu có tính phòng thủ và được khá là nhiều nhà đầu tư quan tâm trong cái thời gian gần đây, khi mà cái hiện trạng mà xanh vỏ đỏ lòng nó xuất hiện thì nhà đầu tư có xu hướng trú ẩn vào những cái cổ phiếu có tính phòng thủ như vậy. Tuy nhiên thì trong những phiên gần đây thì Dược Hậu Giang cũng có một cái diễn biến không được tích cực cho lắm, và phiên hôm nay thì tiếp tục là một phiên giảm điểm khá là mạnh của Dược Hậu Giang.
theo thông tin được rất nhiều báo đài đăng gần đây, đó là vào ngày 11 tháng 11 này thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á của ông ấy. Vậy thì theo anh thì cái sự kiện này sẽ ảnh hưởng như thế nào và tác động tâm lý đến nhà đầu tư ra sao? Thì như chúng ta cũng được biết thì vào trong tuần sau thì cái hội nghị APEC sẽ diễn ra, và vào ngày 11 tháng 11 sắp tới thì Tổng thống Donald Trump sẽ có chuyến thăm đến Việt Nam. Thì theo như lịch sử diễn biến của thị trường khi mà Việt Nam đón tiếp những cái chính khách nước ngoài từ Mỹ như thế này á, thì thường là trên thị trường sẽ có một cái tâm lý sôi nổi hơn. Do đó thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng là với cái chuyến viếng thăm lần này của Tổng thống Donald Trump thì nhất là trong cái giai đoạn bối cảnh của thị trường hiện nay thì chúng ta có thể hy vọng rằng với cái sự kiện này xảy ra thì tâm lý nhà đầu tư cũng sẽ có phần nào khởi sắc hơn, và thị trường sẽ bớt đi cái tâm lý hoang mang đã liên tục xảy ra trong cái thời gian vừa qua. Và từ đó thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng rằng nhà đầu tư khi mà chúng ta lấy lại được bình tĩnh á, thì những cái cổ phiếu mà bị bán ra trong cái giai đoạn hoảng loạn như vậy á, thì nó sẽ có cái cơ hội để nhà đầu tư chúng ta bình tĩnh lại, định giá lại cổ phiếu để mà chúng ta đón chờ cái câu chuyện của kết quả kinh doanh quý tư sắp tới, và giá cổ phiếu sẽ quay lại về cái mức giá trị thực của mình. Vâng, vậy thì với những thông tin vừa rồi thì anh Chí có khuyến nghị như thế nào cho thị trường trong thời gian tới không ạ? Như chúng ta cũng có thể thấy là trong suốt cái thời gian vừa qua thì thị trường luôn gặp những cái áp lực bán, và cái diễn biến tâm lý của nhà đầu tư thực sự là không mấy là tích cực, khi mà đa phần nhà đầu tư tỏ ra khá là quan ngại về cái mức tăng điểm của chỉ số, tuy nhiên lại không phản ánh cái giá trị thực về cái mức đầu tư của nhà đầu tư hiện tại. Khi mà đa phần thì nhà đầu tư gặp phải cái hoàn cảnh là thua lỗ khá là lớn. Thì trước cái tình hình hiện tại thì tôi cho rằng nhà đầu tư chúng ta nên hạn chế giải ngân trong cái giai đoạn này. Và nếu mà cổ phiếu của chúng ta đã rơi vào một cái trạng thái nguy hiểm á, thì nhà đầu tư chúng ta nên có những cái biện pháp để mà ngăn ngừa rủi ro. Cũng có thể là trong những tình huống xấu nhất thì chúng ta đành buộc phải bán cắt lỗ một phần để duy trì được cái trạng thái ổn định của thị trường. Và quan trọng hơn nữa là nhà đầu tư chúng ta cũng nên duy trì cái lượng tiền mặt tương đối là cân bằng trong cái tài khoản để mà có thể tham gia vào thị trường sau cái đợt điều chỉnh giảm khá là nặng trong giai đoạn hiện tại. Và đối với những cái nhà đầu tư mà tầm nhìn chung và dài hạn á, thì tôi cho rằng việc chuẩn bị sẵn tiền mặt trong cái giai đoạn hiện tại là rất là cần thiết, đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng cái lượng tiền mặt để giải ngân vào những cái cổ phiếu mà do cái áp lực bán và cái sự hoảng loạn nhất thời của thị trường đã làm cho giá cổ phiếu sụt giảm khá là mạnh. Thì đây sẽ là những cái cơ hội tốt đối với những nhà đầu tư mà chúng ta có xu hướng mua và nắm giữ trong dài hạn. Thì những cái cổ phiếu kiểu như vậy thì sẽ rất là phù hợp đối với nhà đầu tư khi mà chúng ta có cái quyết định giải ngân trong giai đoạn hiện tại. Còn đối với những nhà đầu tư mà có cái xu hướng trading ngắn hạn thì hạn chế là việc sử dụng margin, cũng như là đảm bảo được cái danh mục của chúng ta được ở cái trạng thái cân bằng giữa tiền mặt và cổ phiếu, và cố gắng đưa cái tỷ lệ an toàn của tài khoản mình về một cái mức để tương đối, để nó dễ cho chúng ta có thể kiểm soát được cái tình hình hiện tại. Xin được cảm ơn anh Chí về những nhận định vừa rồi ạ.